Có bạn trai như thế này thì còn gì bằng một doanh nhân thành đạt, một người đàn ông quyến rũ tài giỏi đẹp trai khoai to không lo chết đói. Mỗi ngày trước khi ra đường hay trước khi đi ngủ, anh đều phải trải qua 7-7-69 bước skincare, mỗi tuần đều phải đi làm nails cắt tỉa móng tay thật gọn gàng. Đến nỗi một chiếc khăn dính vết bẩn cũng khiến anh điên tiết. Chưa hết đâu, ngay cả việc đặt cốc anh cũng tự đặt ra quy tắc không được đặt trực tiếp xuống bàn mà phải thông qua miếng lót. Gọi bếp là người kỹ tính hay khó tính cũng được, nhưng anh ta tài giỏi đẹp trai và giàu là điều không thể phủ nhận. Chỉ cần ngồi trên chiếc limo đi ngang qua một cô gái và kêu lên xe, lập tức đêm đó anh đã có một cái lò hư hỏng. Nếu các bạn đang cười rằng anh ta xài hàng sida thì các bạn hãy xem tiếp theo đây, bếp vào quán bar ăn chơi cùng hội con nhà giàu. Những người ở đây đều là những nhà kinh doanh lớn có số má trên thị trường, và phục vụ họ dĩ nhiên là những cô ca sĩ người mẫu xinh tươi chân dài đến nách. Bếp chỉ cần tiếp cận một người và mời cô ấy lên xe, chắc chắn nàng sẽ chẳng thể nào từ chối, vì có tiền nên anh thay bồ như thay áo. Những cô gái đến bên đời anh có thể nói xếp lại cũng được đầy tủ như bộ sưu tập quần áo của anh. Cho đến một hôm, trong lúc Bét ngồi trà chanh chém gió cùng nhóm bạn doanh nhân tại một nhà hàng 5 sao, mọi người hết khoe về tài sản, về các hợp đồng thì lại hơn thua nhau từ những tấm danh thiếp. Ai cũng muốn danh thiếp của mình phải đẹp và xịn hơn của đối phương, và ngay cả Bét cũng thế. Tới khi anh ta được xem tấm danh thiếp của Paul, Bét cảm thấy khó chịu bởi vì nó quá đẹp, từ chất liệu giấy đến phông chữ và mực in cũng đủ ăn đứt tấm danh thiếp của anh. Bét một phần vì mất mặt, phần còn lại ghen ăn tức ở bởi có người dám chơi trội hơn mình. Đêm đó trên đường trở về nhà, anh vô tình gặp một người đàn ông vô gia cư bên cạnh con hẻm nhỏ. Anh tiếp cận ông ấy rồi góp ý kêu ông ta nên kiếm việc làm, đừng sống một cách vô dụng như vậy nữa. Người đàn ông vô gia cư nghe anh khoe mẽ về tiền tài danh vọng lập tức dấy lên một tia hy vọng. Ông ta hết lời cầu xin Bét giúp đỡ mình, nhưng đổi lại Bét rút ra một con dao đâm ông ấy cho đến chết. Không lâu sau đó, Bét có dịp gặp lại Paul trong một buổi tiệc Giáng sinh. Tán dóc trên tiệc chưa đã nên Paul đã theo nam chính về nhà. Tại đây được chủ nhà mời rượu vang loại thượng hạng nên Paul vui đến nỗi uống quên cả lối về. Trong lúc anh ta mân mê chai rượu thì Bét đã đi chuẩn bị lót giấy báo xung quanh và mặc áo mưa lên người. Trên tay cầm một cây rìu bằng bạc, âm thầm đứng phía sau chặt nhiều nhát khiến Paul chết ngay tại chỗ. Sau khi giết người xong, hắn ta lôi cái xác hiện đang giấu trong một chiếc túi ngủ ra khỏi tòa nhà. Vệt máu vẫn dính trên sàn nhưng không ai phát hiện, ra đến bên ngoài thì vệt máu đã biến mất. Lúc đưa túi đựng xác vào cốp xe taxi, hai người bạn đi ngang qua nhận ra Bét liền đến chào hỏi, nhưng lạ thay họ lại chẳng hề nghi ngờ gì về cái túi ấy. Cứ thế, bằng một phương tiện công cộng, Bét ung dung mang cái xác này đi phi tang, để chắc cú Bét lấy trộm chìa khóa từ trong xác đột nhập vào nhà Paul. Đến đây thấy được căn hộ này có view hướng trực diện ra công viên, thuộc loại bất động sản còn đắt hơn căn mà hắn ta đang sở hữu, Bét lại cay ré, đúng là tao giết mày không hề oan ủng tí nào. Kẻ sát nhân lập tức thu dọn hành lý tạo hiện trường giả rằng Paul đã đi du lịch, còn cẩn thận để lại lời nhắn qua hộp thư thoại cho bạn gái Paul. Mọi việc dường như đã được hắn ta chuẩn bị và lên kế hoạch từ trước, vậy nên vụ án mạng không hề để lại bất kỳ manh mối nào. Đến giờ mọi người vẫn lầm tưởng Paul chỉ đi du lịch cho khuây khỏa. Nhưng bạn gái của Paul lại nghi ngờ và thuê một ông thám tử đến để điều tra Bét. Đối mặt với ông ta, hắn vẫn bình tĩnh trả lời rõ ràng từng câu hỏi. Không những vậy, hắn còn đặt ngược lại câu hỏi cho thám tử, có ai nghi ngờ Paul bị sát hại hay không? Và với câu trả lời của ông ta thì Bét tin chắc rằng kế hoạch của mình rất hoàn mỹ. Tuy nhiên, kẻ sát nhân vẫn cảm thấy bất an trong lòng. Đêm đó, để giải tỏa áp lực, anh đã tìm một cô đào đứng đường về nhà phục vụ. Còn nhiều lần nhắc nhở cô ấy biết mình tên là Paul, đến nơi hắn còn chủ động gọi điện yêu cầu cung cấp thêm một em tóc vàng hoe đến. Cả hai tập hợp tại căn hộ cao cấp của Bét, cùng nhau uống rượu và bắt đầu phục vụ cho thú vui bệnh hoạn của hắn ta. Hôm sau, Bét vẫn như mọi ngày, vẫn là một doanh nhân thành đạt, tụ tập cùng đám bạn ngồi trà chanh chém gió. Lần này lại có một tên lười thử đến khoe danh thiếp. Vừa nhìn vào đó, trong đầu Bét đã lập tức nhảy số định mệnh, thằng này muốn được chôn chung với Paul đây mà. Bét âm thầm theo hắn vào nhà vệ sinh đeo găng tay cẩn thận. Trong lúc chuẩn bị bóp cổ, hắn ta đột ngột quay lại. Em đã để ý body nóng bỏng của anh lâu rồi mà không dám nói. Hóa ra hắn là gay và lầm tưởng Bét cũng cùng hệ với mình. Nghĩ đến đây thôi, Bét đã nổi da gà rồi tắt nắng à không tắt luôn hứng thú giết người. Trở về công ty, ông thám tử lại đến điều tra xem lần cuối anh gặp Paul là khi nào và ở đâu. Vẫn đang còn ấm ức vụ vừa rồi nên Bét trả lời có vẻ không được rành mạch cho lắm. Hắn ấp úng nói vòng vo rồi than mệt nên không nhớ gì. Không muốn làm khó Bét, ông thám tử cũng đành ra về và hẹn đối phương tiếp tục câu chuyện vào một buổi ăn trưa khác. Những gì vừa trải qua khiến tâm trạng Bét càng thêm bất ổn. Hắn ta đến tìm bạn gái cũ đóng gạch xong thì đột nhiên nghe cô ấy nói mình sắp kết hôn. Mà chú rể lại là tên khoe danh thiếp mà hắn vừa định giết lúc sáng. Bét vốn không có ý định lập gia đình với ai tại thời điểm này nên hắn ta cũng vui vẻ chấp nhận. Đêm đó đi ba, tên sát nhân đã hít khá nhiều ma túy và dấn thân vào những cuộc vui thác loạn. Lúc ra về, hắn ta còn tranh thủ vớt được một cô người mẫu tóc bạch kim. Không biết sau đó đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết sáng ra tại công ty, Bét không ngừng cầm nhúng tóc màu bạch kim trên tay hít lấy hít để. Xem ra tên sát nhân đội lốt doanh nhân này đã hết gái để chơi rồi, lần này hắn nhắm mục tiêu vào cô thư ký. Hắn ta mời cô ấy đi ăn nhà hàng và giả vờ gọi điện thoại đặt chỗ. Nhưng cú điện thoại ấy là giả vì mục đích chính của hắn là dụ cô ấy đến nhà vào tối nay. Kế hoạch xảy ra đúng như Bét dự đoán, không ai có thể cưỡng lại được sự giàu có của quý ông ga lăng này, kể cả cô ta. Bét mở tủ lạnh ra lấy kem mời người đẹp nhưng không quên đóng lại thật nhanh.
bởi vì bên trong hiện đang giấu một cái đầu của phụ nữ, tưởng đâu cuộc hẹn này giúp chuột xa chĩnh gạo. Nào ngờ sự thật lại là miếng format trên cái bẫy chuột. Bét đi vòng quanh nhà và từ tốn chọn xem phương thức giết người nào mới thú vị. Bằng dao hay những công cụ khác như cưa và búa, kết quả hắn lấy ra một cái cưa điện đứng phía sau cô thư ký, nhưng chưa kịp ra tay thì có tin nhắn thoại. Là giọng nói của bạn gái cũ, cô ấy lại thèm ăn khoai nướng và rủ anh đi đút than vào lò. Nghe xong, cô thư ký tỏ ra thất vọng, tự động đứng lên bỏ về. Qua những lời nói thật lòng của đối phương, Bét cũng không thể nào ra tay, bởi hắn nhận ra cô thư ký không đáng bị mình làm tổn thương. Nghĩ đi nghĩ lại, Bét đột nhiên đến phố Trần Duy Hưng tìm cô Đào đứng đường hôm trước. Nhìn thấy Bét, cô tỏ ra sợ hãi không muốn tiếp tục làm ăn nữa rồi. Nhưng vì hắn ta có quá nhiều tiền mà lòng tham của cô lại không cho phép mình từ chối. Thế là cô cứ như một con cún ngoan ngoãn leo lên xe để được chủ nhân thưởng cho cục xương. Lần này là tại một căn hộ khác của Bét. Vẫn như lần trước, hắn gọi thêm một cô khác có mái tóc đỏ đến để cả ba cùng đi tàu nhanh. Nhưng với kinh nghiệm đầy mình thì cô Đào tóc vàng đã chuồn ra trước khi nhìn thấy vệt máu trên tấm chăn. Có lẽ biết cô tóc đỏ đã đi bán muối nên tóc vàng lập tức xách véo lên chạy ra ngoài. Đang hy vọng một con đường sống thì mở cánh cửa nào ra cũng gặp xác chết. Không ngờ biết lại còn có thú vui bệnh hoạn là sưu tập xác chết từ những người tình của mình. Tóc vàng cố chạy xuống cầu thang nhưng đoạn đường quá dài. Dù đã la khản cổ nhưng lạ lùng thay chẳng có ai xuất hiện làm anh hùng cứu mỹ nhân cả. Phía trên, Bét cầm cây cưa đuổi theo đến nơi. Bằng các kiến thức vật lý nên hắn đã tính toán được vị trí và nhẹ nhàng thả cưa xuống. Cô Đào tóc vàng lập tức hẹo ngay tại chỗ. Trong khi sử dụng máy ATM, hắn ta nhìn thấy một con mèo và bị thu hút bởi sự đáng yêu của nó. Đột nhiên chiếc máy ATM hiển thị dòng chữ "Hãy cho tôi ăn một con mèo hoang". Bét bỗng giơ súng lên định bắn chết con mèo thì một người phụ nữ xuất hiện phát giác ra hành động tàn ác của hắn. Không còn cách nào khác, tên sát nhân đành bắn chết bà ta để hủy diệt nhân chứng. Cảnh sát tuần tra gần đó nhanh chóng bị thu hút bởi tiếng súng. Họ có mặt tại hiện trường và truy đuổi theo Bét đến tận cùng. Nhưng thay vì đầu hàng, hắn lại nổ súng giết chết đội cảnh sát tuần tra, sau đó làm nổ tung cả một chiếc xe cảnh sát gần đó. Trên đường chạy về căn hộ, hễ ai xuất hiện trước mặt là hắn lại nổ súng bắn chết người đó. Kể cả ông bác lễ tân trực tòa nhà cũng không thể thoát khỏi nòng súng của kẻ giết người điên khùng này. Thấy căn hộ không còn an toàn nữa, Bét đành chạy đến văn phòng nơi hắn làm việc. Bên ngoài, cảnh sát vẫn liên tục lục soát tìm kiếm hắn khắp nơi. Trong cơn hoảng loạn, Bét đã gọi cho luật sư của mình và tự giác kể lại mọi việc vừa xảy ra. Hắn thú nhận mình đã giết tầm 20 đến 40 người, trong đó bao gồm những cô nhân tình và cả người bạn tên Paul. Sau một đêm suy nghĩ, Bét chợt không muốn kết thúc cuộc đời mình trong tù. Hắn đến căn hộ của Paul để xóa hết mọi bằng chứng và dấu vết. Nhưng lạ thay, căn hộ lúc này lại trở nên trống trải và đang bị một người phụ nữ giao bán. Bà ta không hề biết Paul là ai và đồng thời đề nghị anh rời khỏi đây ngay lập tức. Để chắc chắn rằng mình không bị hoang tưởng, hắn đã đến tìm luật sư của mình và đề cập đến những lời tự thú vào đêm hôm qua. Không ngờ luật sư lại không tin Bét là kẻ giết người bệnh hoạn như vậy và nghĩ rằng đây chỉ là một lời nói đùa. Bét dùng vẻ mặt nghiêm túc khẳng định một lần nữa lời thú tội đó hoàn toàn là sự thật. Chính tay hắn đã giết chết Paul. Nghe đến đây, gương mặt luật sư bỗng trở nên căng thẳng, nhưng không phải vì Bét là một tên sát nhân, mà bởi vì chính luật sư vừa mới đi du lịch và gặp Paul vài ngày trước. Trong khi đầu óc Bét đang trở nên rối trí, cô thư ký tò mò tìm mở bàn làm việc của hắn ra và phát hiện một quyển sổ tay. Bên trong là những hình vẽ tra tấn giết người dã man, mà nạn nhân đều là những người phụ nữ. Đến giờ phút này, chính Bét còn không chắc liệu tội ác của mình có phải là tưởng tượng hay không. Nhưng hắn nhận ra rằng với địa vị mà mình đang đứng là một chủ ngân hàng đầu tư lớn nhất nhì thành phố, cho dù có làm ra bao nhiêu tội ác đi chăng nữa thì hắn vẫn có thể che đậy đi tất cả. Liệu hành động giết người của Bét có phải bản án dành cho những người có lối sống không lành mạnh và hoang phí? Những cô gái tham tiền đồng ý bán thân vào những cuộc vui thác loạn, những con người lười biếng không chịu lao động mà chỉ chờ đợi vào sự giúp đỡ lòng thương hại của người khác, hay hội bạn nhà giàu thích khoe mẽ mà Bét vốn rất ghét nhưng anh bắt buộc phải chịu cảnh ngồi chung mâm và hòa nhập với họ hàng ngày. Có lẽ sự khắc nghiệt từ cuộc chạy đua tiền tài danh vọng đã khiến Bét căng thẳng đến mức tự hình thành nên một nhân cách thứ hai, khiến hắn luôn tưởng tượng rằng mình là một kẻ sát nhân để thay trời hành đạo dẹp đi lũ sâu bọ ấy. Cũng có thể nghĩ rằng xã hội đã quá thờ ơ với những việc làm sai trái của Bét. Họ không quan tâm hắn giết ai bởi vì chuyện đó chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc đời của họ cả. Chính tác giả bộ phim này cũng muốn khán giả tự cảm nhận và rút ra cái kết của riêng mình. Rốt cuộc kẻ sát nhân cuồng tín này giết người dựa trên sự hoang tưởng, hay hắn ta thật sự đã giết người và dùng địa vị tiền bạc của mình để bịt miệng dư luận? Các bạn hãy chia sẻ cùng kênh qua phần bình luận bên dưới nhé!